bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Thiên thần nhỏ của tôi, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, đơn vị ủy thác bản quyền nhà xuất bản trẻ giọng đọc trần nam chương một thế là một lần nữa gia đình tôi lại dọn nhà đây là lần dọn nhà thứ ba trong vòng bốn năm qua thông thường sự thay đổi chỗ ở liên tục bao giờ cũng kéo theo những phiền phức nó làm cho cuộc sống luôn bị xáo trộn và việc ổn định nề nếp sinh hoạt gặp nhiều khó khăn vì vậy người ta thường bắt gặp trên gương mặt đẫm mồ hôi và bụi bặm của những người dọn nhà vô số những nét nhăn nhó mệt mỏi khiến người nào người nấy trông cứ khó đăm đăm nhưng đó là xét theo lễ thường ngoài lễ thường ra cuộc sống còn nhiều lẽ khác nữa gia đình tôi thuộc về trường hợp sau những ngày dọn nhà đối với chúng tôi là những ngày lễ hội thực sự Mặt người nào người nấy, tươi hờn hớn. Ba mẹ tôi lúc nào cũng xoắn xích bên nhau y như hồi mới cưới và luôn miệng bàn bạc và nhắc nhở nhau về những việc cần để mắt trong khi vận chuyển đồ đạc đến chỗ ở mới. Trong những ngày đó, hai người nói chuyện với nhau bằng một giọng dịu dàng hiếm có. Với ánh mắt lúc nào cũng long lanh và thú thật tôi rất sung sướng khi được nhìn thấy ba mẹ tôi với hình ảnh như vậy. Còn tôi và anh Khánh tôi thì khỏi nói. Chúng tôi lăn xăng, sắp xếp đồ đạc, miệng không ngớt ca hát, hò hét và gây gỗ trong khi giành giật nhau từng món đồ chơi nhỏ. Thật ra, sở thích và trò chơi của hai anh em tôi rất khác nhau. Anh Khánh tôi mê những trò chơi máy móc tối tân. Anh có riêng một ngăn tủ kiến, chứa những toa tàu lửa chạy pin, những chiếc xe tăng vừa chạy vừa quay nòng đại liên cùng những thứ đồ chơi hiếm hoi tương tự, cái thì do ba tôi, cái thì do những người cùng cơ quan với ba tôi đi công tác nước ngoài mua về làm quà. So với anh Khánh, sở thích của tôi quê mùa hơn nhiều, gia tài của tôi ngoài bể cá vàng, mấy hộp giấy đá còn có một con sáo đang thời kỳ học nói. Trong những ngày chuẩn bị dọn nhà, con sáo của tôi đã bập bẹ được mấy tiếng, có khách, có khách và ba về, ba về. Và thế là suốt ngày nó cứ nhảy nhót trong lòng, luôn miệng lặp đi lặp lại các từ đó nghe đến điếc tai. Mỗi lần thấy tôi lúi húi bên bể cá hoặc loay hoay với mấy con dế, anh Khánh thường biểu môi chê tôi là thằng nhà quê, khiến tôi tức điên lên. Mặc dù suy cho cùng, tôi không thể chối cãi rằng những sở thích của tôi bắt nguồn từ những tháng năm dài tôi sống với bà ngoại tôi ở dưới quê trước khi về thành phố ở hẳn với ba mẹ tôi. Trong tài sản của tôi, anh Khánh chỉ chấm mỗi con sáo. Anh thường gạ tôi đổi cho anh, nhưng dù những lời đường mật của anh có ngọt ngào đến đâu và những món đồ chơi anh đem ra đổi có hấp dẫn đến bao nhiêu, tôi vẫn một mực lắc đầu. Rốt cuộc, anh đành phải chấp nhận giải pháp, chơi chung. Cây lồng sáo được treo ngay tại phòng của hai anh em. Sau này, khi dọn về nhà mới, giải pháp chơi chung này bất ngờ bị đổ vỡ. Điều đó xảy ra vào một hôm, khi vừa thấy tôi đi học về con sáo thân yêu của tôi đã vui vẻ chào tôi bằng cách rống lên tiếng đê mờ mất dậy khiến tôi hoảng kinh và suýt chút nữa ngã lăn đùng ngay giữa nhà sau khi trấn tĩnh tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và đoán được con sáo hiền lành của tôi đã bắt chước ngôn ngữ của ai vì vậy ngay lập tức tôi tháo chiếc lồng xuống và đi một mạch ra sau vườn tôi trèo lên cây khế cạnh giếng nước mắt chiếc lồng vào giữa chặt ba cách mặt đất khoảng 3 mét. Con sáo của tôi không tỏ vẻ gì phản đối việc tôi đưa nó ra đây. Thậm chí nó còn nhảy nhót một cách sung sướng vì được nhìn thấy bầu trời, hoa lá, cỏ cây quen thuộc. Rồi có lẽ do không ngăn được niềm hứng khởi đang dâng lên trong lòng nên thấy tôi tụt xuống đất, sắp sửa đi vô nhà. Con sáo của tôi vội vàng lên tiếng cảm ơn tôi bằng cái từ khủng khiếp kia khiến tôi phải đưa hai tay bịch tai lại. Từ đó, con sáo sống luôn trên cây khế ngoài vườn còn tôi thì tìm cách cải tạo nó một cách vô vọng chỉ mong rằng với thời gian nó sẽ quên dần cái từ ngữ tai hại kia đi nhưng đó là chuyện sau này còn vào hôm dọn nhà con sáo của tôi vẫn còn trong sáng miệng nói lui nói tới chỉ có hai từ có khách có khách và ba về ba về vì niềm say mê của hai anh em tôi khác nhau như vậy nên trong quá trình thu xếp đồ chơi chuẩn bị đem theo, giữa hai chúng tôi đã không xảy ra một vụ đụng độ đáng kể nào. Anh Khánh lo chất các loại tàu xe vào hộp cát tông, tôi thì bận biểu với chiếc lồng chim, bể cá và các hộp diêm nhốt dế. Chỉ đến khi mẹ tôi lôi ra từ dưới gầm giường, gầm tủ và các ngóc ngách tối tăm khác những con gấu bông cũ xì, đồ gọt bút chì, chiếc ống kính vạn hoa đầy bụi thì hai anh em tôi mới nhảy sổ vào giành dược nhau những thứ đã vứt đi ấy. Chúng tôi vừa dằn coi nhau, vừa tru tréo vang nhà, khiến ba tôi bực mình, dằn lấy mọi thứ và vứt hết vào thùng rác trước cặp mắt chẳng lấy gì làm tiếc rẻ của hai anh em tôi. Trong khi chờ xe cơ quan ba tôi đến chở đồ đạc đi, tôi và anh Khánh rủ nhau chơi trò rượt bắt quanh những chiếc tủ và những chiếc bàn đã được kéo ra giữa nhà. Rượt bắt chán, hai anh em tôi lại thi nhau nhảy qua những bao tải, những vali, những hòm gỗ đủ cỡ được buộc chặt đang nằm ngủ ngang trên nền gạch. Nếu như vào lúc khác, chắc chắn mẹ tôi sẽ ra tay ngăn cản trò chạy nhảy nghịch ngợm của hai đứa tôi, thậm chí còn kèm theo một tràng mắng mỏ ra trò. Nhưng hôm nay, bận rộn với bao nhiêu toan tính trong đầu, đồng thời đang choáng ngợp trước niềm vui sắp về nhà mới, mẹ tôi không hề đã động đến hai đứa tôi lấy một câu lợi dụng sự dễ dãi trời cho đó anh em tôi càng hăng hái nhảy nhót tợn đó cũng là cách biểu lộ niềm vui của hai đứa tôi qua hai lần đổi nhà trước đây tôi hiểu rằng ngôi nhà chúng tôi sắp dọn đến chắc chắn lớn hơn và đẹp hơn ngôi nhà chúng tôi đang ở mặc dù ba mẹ tôi không hề nói ra điều đó bao giờ ngôi nhà chúng tôi sắp đến cũng khang trang hơn ngôi nhà chúng tôi sắp rời bỏ nếu không vậy Bà mẹ tôi chẳng chạy vậy ngược xuôi lo đổi nhà làm gì, dù rằng dưới mắt tôi, ngôi nhà cũ cũng đã quá rộng và quá đầy đủ tiện nghi đối với một gia đình vỏn vẹn có bốn người như chúng tôi. Tuy vậy, như bất cứ một đứa trẻ 14 tuổi nào khác, tôi luôn luôn cảm thấy thích thú khi sắp sửa chinh phục một chỗ ở mới và lòng lúc nào cũng nôn nao mong ngày đó chóng đến. Cũng nhờ kinh nghiệm của hai lần đổi nhà trước mà tôi có thể đoan chắc rằng ngôi nhà chúng tôi sắp đến ở chính là ngôi nhà mà bác tám thủ trưởng cơ quan của ba tôi đã từng ở tôi vốn không hề chú ý gì đến công việc của người lớn nhưng có những công việc của người lớn cứ xảy ra ngay trước mắt bọn trẻ con lặp đi lặp lại thậm chí theo một trật tự ổn định và quen thuộc đến mức dẫu nhắm tịch mắt lại tôi vẫn biết được mọi việc đang diễn ra chung quanh chẳng hạn tôi biết chắc rằng sợ dĩ bác tám vui lòng từ giả ngôi nhà đẹp đẽ mà chúng tôi chuẩn bị dọn đến chính bởi bác vừa xin được một ngôi nhà khác đẹp đẽ hơn rất nhiều lần và rất có thể đó là một tòa biệt thự nguy nga xứng đáng với cương vị lãnh đạo của bác và tôi cũng biết rằng trong khi chúng tôi dọn đến ngôi nhà cũ của bác tám thì chú tư Người phó thứ hai trong cơ quan sau ba tôi sẽ vội vã dọn đến chỗ ở cũ của chúng tôi để nhường lại căn nhà cũ của mình cho nhân vật xếp kế sau chú sự kế thừa trong lãnh vực nhà cửa sẽ tiếp tục diễn ra theo trình tự từ cao đến thấp như vậy rốt cuộc người nào cũng thừa hưởng được một chỗ ở mới tốt hơn và điều tự nhiên là ai nấy đều tỏ ra hân hoan phấn khởi và khi niềm phấn khởi xẹp dần theo ngày tháng bởi bản tính con người là không bao giờ bằng lòng với cái đã có thì nhiều người trong đó có ba tôi lại mong cho vị lãnh đạo cao nhất trong cơ quan kiếm được một chỗ ở tốt hơn để sự hoán chuyển ba bốn bên cùng có lợi xảy ra thêm một lần nữa tuy nhiên cái chiến dịch dọn nhà vui vẻ này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các tầng lớp dưới chưa có một người nào trong số các nhân viên ở cơ quan ba tôi được hưởng ân huệ của quá trình đôn lên này họa may chỉ có một vài người thân cận với các thủ trưởng đa số còn lại đều nằm ngoài quá trình vận động tinh tế này như cô hương nhân viên đánh máy trong cơ quan ba tôi chẳng hạn. Hai vợ chồng và hai đứa con cả bốn, năm năm nay sống chen chúc trong một căn hộ nhếch nhác chừng 9 mét vuông, thiếu cả oxy để thở. Vậy mà, sau hàng tá đơn gửi đến hội đồng phân phối nhà của cơ quan, gia đình cô vẫn chưa thoát ra được khỏi ổ chuột của mình. Trong khi ba tôi và những người giống như ba tôi đổi hết ngôi nhà xinh xắn này đến ngôi nhà đẹp đẽ khác thì mỗi ngày sau giờ làm việc, cô vẫn phải mệt mỏi dắt hai đứa con về căn hộ chật chội của mình, nơi có một ông chồng đêm nào cũng bỏ đi uống rượu vì không chịu nổi sự tù túng của căn nhà. Dĩ nhiên, tất cả những điều tôi kể ra trên đây, đối với tôi, dù sao cũng là chuyện của người lớn. Nhân những lần vào chơi trong cơ quan của ba tôi, tình cờ, nghe người lớn nói chuyện với nhau, hoặc có khi nghe thằng Hoành, con trai lớn của cô Hương, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, buộc miệng than thở, tôi mới biết chuyện. Mặc dù người ta thì thào chẳng hay ho gì về ba tôi, tôi vẫn cảm thấy những điều họ nói không phải là không có lý. Nhưng vì tất cả những chuyện đó nằm ngoài khả năng của một đứa trẻ như tôi, trừ khả năng nhận biết nên tôi chẳng quan tâm đến chúng nhiều hơn chuyện đá dế của tôi. Và hôm nay, trong khi chờ xe, tôi quên sạch sành xanh mọi lời dị nghị vẫn nhảy nhót một cách thích thú như trong ngày lễ Tết. Đúng 9 giờ, chiếc xe pho xanh quen thuộc của cơ quan ba tôi chờ tới, đổ ngay trước cổng. Tôi và anh Khánh chạy ào ra, miệng hét to. Chú Hạnh! Chú Hạnh! Chú Hạnh, tài xế chiếc xe pho, vội vàng nhảy xuống đất, xoa đầu hai đứa tôi và lo lắng hỏi. Ba cháu đợi lâu không? Tôi chẳng biết ất giáp gì, gật đầu đại. Lâu lắm rồi! Nghe vậy, chú Hạnh hấp tấp rảo bước vào nhà. Tôi và anh Khánh định quay vào thì từ trên thùng xe phía sau lục tục nhảy xuống mấy anh bảo vệ cơ quan toàn là những người quen mặt tôi biết họ đến đây để khuân vác đồ đạc giúp ba tôi như những lần dọn nhà trước quả vậy lát sau tôi thấy họ khệ nệ khiêng chiếc tủ cẩm lai nặng trịch ra xe rồi tới chiếc tủ gõ màu cánh dáng rồi bộ sa lông đồ sộ ba tôi đứng yên quan sát chỉ có mẹ tôi lúc nào cũng là hoảng nhẹ tay vừa mấy chú ơi có chân cây cánh cửa tủ Mẹ tôi trông ngang ngó dọc Miệng hét chầm chập Mồ hôi chảy thành giọt hai bên thái dương Đồ đạc trong nhà tôi khá nhiều Xe phải chở làm mấy chuyến Mẹ tôi bảo Hai anh em tôi đi chuyến đầu tiên Qua nhà mới đứng trong coi đồ đạc Tôi và anh Khánh nhảy cẩn lên vì khoái chí Trước đây chưa bao giờ hai đứa tôi Được đến chơi nhà bác Tám Vì vậy đứa nào cũng nóng lòng Muốn coi ngôi nhà mới nó ra làm sao nhưng trước khi leo lên cabin, ngồi cạnh chú Hạnh, tôi và anh Khánh cứ nặng nặc đòi đem theo mình cho bằng được những tài sản riêng của hai đứa tôi. Sau một hồi quát tháo mỏi miệng, nhưng không ăn thua gì, cuối cùng mẹ tôi phải bằng lòng cho anh Khánh khuân theo cái hộp cát tông đựng các loại xe cổ của anh. Còn tôi thì hí hửng sách chiếc lồng chim và nhờ chú Hạnh khuân cái bể cá đã đổ đi hơn phân nửa nước lên buồng lái, đặt ngay dưới chân tôi. Đầu đó xong xuôi, xe bắt đầu nổ máy, không ngoái lại nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra ở thùng xe phía sau các anh bảo vệ đang ngồi nhấp nhổm trên băng ghế, miệng miếm lại còn tay thì ghi chặt những đồ gia dụng công cần của gia đình tôi. Chúng đã được ràng kỹ vào thành xe bằng những sợi thừng to tướng nhưng cũng như những tên tù nguy hiểm bị dẫn độ, dọc đường chúng có thể nổi khùng lên đập đầu đập cẳng vào thành xe tự làm trầy trụa để hạ dạ đứng xem mẹ tôi trách cứ những người áp tải dài dẳng như thế nào. Voi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt ma, hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng còn bạn thì sao tải ứng dụng voi fm trên app store hoặc google play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay voi fm lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi